Kính thưa quý đạo hữu, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán xin chia sẻ như thế này. Chúng ta là những người đi học, tức là tìm học Phật Pháp. Phải không các quý đạo hữu? Tìm học Phật Pháp. Chứ chúng ta chưa phải là những người đã tỏ rõ Phật Pháp. Tức là chúng ta phải xác định về chúng ta đã đi tìm để học Phật Pháp. Đấy là bước đầu thì ai cũng phải thế nhé. Chứ còn nếu bước đầu đi tìm học Phật Pháp mà chúng ta cảm thấy chúng ta là người tỏ rõ Phật Pháp thì chúng ta không tìm được, không bao giờ tìm được. Vì chúng ta không có tính chất tham khảo mà chúng ta sẽ có tính chất bị dính mắc và bảo thủ. Thưa quý đạo hữu rõ chưa ạ? Cho nên chúng ta phải, từ đầu chúng ta phải xác định chúng ta chưa là người tỏ rõ Phật Pháp mà chúng ta đang đi tìm hiểu rồi mới đưa ra quyết định. Tìm hiểu hết rồi chúng ta mới quyết định để cho chúng ta chọn cái cách tu tập nào đó phù hợp với chúng ta. Nó có nhiều cách tu tập mà, phải không các quý đạo hữu? Rất nhiều. Nhưng nếu như chúng ta cứ tu tập chỗ này một tí, chỗ kia tí, chỗ kia tí thì mãi mãi chúng ta chỉ là những người đi tìm hiểu chứ không thể có sự chứng nghiệm được. Không có sự chứng nghiệm được các quý đạo hữu. Mà Phật Pháp muốn có lòng tin thì chúng ta phải có trải nghiệm, chứng nghiệm. Phải không? Mà bất kỳ một môn học nào cũng thế, một sự đam mê nào cũng thế, mới đầu chúng ta mới đi tìm hiểu thôi. Xong sau đó chúng ta muốn có một sự đam mê thì chúng ta phải hiểu và trải nghiệm về nó một chút, chúng ta mới đam mê. Phải không quý đạo hữu? Học Phật Pháp cũng như vậy. Có rất nhiều phương pháp để tu tập Phật Pháp, nhưng chúng ta phải tìm hiểu và chọn cho mình một phương pháp thích hợp. Từ cái phương pháp thích hợp ấy rồi chúng ta bắt đầu mới chuyên sâu thì chúng ta mới có kết quả. Phải không? Nếu chúng ta không tìm cho chúng ta một phương pháp phù hợp với mình, chúng ta cứ hời hợt mỗi chỗ một tí, mỗi chỗ một tí thì chúng ta chẳng qua là đem chúng ta ra trở thành một vật thí nghiệm, không hề có được trải nghiệm, không hề có được lợi ích vì chúng ta không chuyên sâu đến mức độ có kết quả. Phải không quý đạo hữu? Và như vậy chúng ta sẽ thiệt thòi. Chính chúng ta sẽ thiệt thòi bởi vì 5 tháng nó sẽ trôi qua đi. Phải không? Chứ nó có dừng lại, nó có đứng yên đâu. Cho nên bắt buộc chúng ta phải là người tìm học. Đến lúc nào mà chúng ta thấy phù hợp, chúng ta phải tinh tấn thực hành thì chúng ta mới đạt được kết quả. Cô nói ví dụ, Đức Phật Thích Ca của chúng ta trước khi thành Phật là Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta phải học Ngài từ đầu. Bởi vì chính Đức Phật Thích Ca, cả một cuộc đời của Ngài là một bài học gọi là thân giáo đối với tất cả hàng đệ tử sau này. Thân giáo đấy, Đức Phật là thân giáo, khẩu giáo. Chứ không phải Đức Phật chỉ có khẩu giáo không đâu, mà Đức Phật là thân giáo và khẩu giáo. Chúng ta phải tinh tế học Phật thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Khi mà Đức Phật bắt đầu đi học tìm giải thoát thì Ngài đi tìm đến những người, những nơi mà lúc bấy giờ thế gian coi như là những bậc thầy là giỏi. 6 vị ngoại đạo đấy. 6 vị ngoại đạo. Và Ngài tìm và ở đâu Ngài cũng có một cái kết quả gọi là tột đỉnh. Rồi Ngài mới khẳng định rằng ở đó không phù hợp, không đúng, không giải thoát. Ngài mới ra đi. Các quý đạo hữu ạ, như vậy đấy. Sau khi mà Ngài đi đến vị thầy thứ nhất, Ngài học hết kiến thức của vị thầy thứ nhất, tu đạt đến bằng thầy, thấy không có kết quả, Ngài ra đi tìm đến vị thầy thứ hai và cứ thế lần lượt qua 6 vị thầy. Đến chỗ vị thầy nào, Ngài là một người tinh tấn thực hành, tinh nghiêm và Ngài có một câu trả lời chân thật là tu pháp môn đó không đưa đến giải thoát. Chúng ta nhớ là Đức Phật là bậc chân thật, cho nên bất cứ việc làm nào của Ngài cũng chân thật. Ngài không hề hư dối khi trả lời rằng các pháp môn kia không đưa đến giải thoát. Có hư dối đâu, bởi vì ở pháp môn nào Ngài cũng đạt tới đỉnh cao của pháp môn đó rồi. Vượt qua cả thầy, vượt qua cả giáo lý, giáo điều là vượt qua hết rồi nhưng không đưa đến giải thoát. Trên Đức Phật của chúng ta là bậc chân thật ngữ, rất chân thật. Chúng ta bị mắc vào một cái nghiệp đó là chưa biết cái này ra thế nào, đã tán thán rồi. Thấy người ta tán thán là mình tán thán. Đấy là một sai lầm. Các quý đạo hữu ạ, pháp môn đó mình chưa biết gì, một là không chê, hai là không tán thán. Hai cái đó đều là si mê nếu chúng ta chưa thật biết. Phải không quý đạo hữu? Tâm Chiếu Hoàn Quán nói thế, các quý đạo hữu có cảm thấy đồng ý kiến không?
Nếu chúng ta chưa là người trải nghiệm mà chúng ta đã tán thán thì là si mê. Nếu như chúng ta chưa trải nghiệm đã chê bai cũng gọi là si mê. Cho nên chúng ta chỉ nói những gì mà ta đã trải nghiệm, đã biết, hoặc tự mình trải nghiệm, hoặc chứng kiến, tận mắt chứng kiến, thực mục sở thị, chứ không phải nghe qua người khác được. Các quý đạo hữu ạ, mình phải có cách tiếp cận sự thật. Sau khi mình tiếp cận sự thật, mình sẽ nói được những tiếng nói chân thật. Còn nếu chúng ta chưa tiếp cận được sự thật thì chúng ta nói tiếng nói không chân thật. Các quý đạo hữu ạ, không chân thật. Và Đức Phật có dạy cho chúng ta cái cách tu tập như thế nào, thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta chọn thầy tu tập. Thứ nhất, ở đâu không có pháp và không có ăn thì chúng ta không nên chào đó. Sau khi phát hiện là đó không có pháp và không có ăn thì chúng ta nên lẳng lặng bỏ đi mà không nên chào. Tức là ở đó, sau khi mình tư duy rằng cái pháp này không đưa đến an lạc, không đưa đến giải thoát cho mình, và ở nơi đó không nuôi mạng sống mình. Quý đạo hiểu rõ chỗ này chưa? Không nuôi mạng sống cho mình, tức là không có thức ăn hàng ngày cho mình ăn bằng vật thực này, tức là không nuôi mình, và không có pháp giải thoát cho mình tu tập thì mình không nên chào. Khi nào mình phát hiện ra điều đó thì mình nên lẳng lặng bỏ đi. Đấy là một. Đến hai là ở đâu có ăn mà không có pháp thì chào rồi ra đi. Tức là ở đâu người ta nuôi mình ăn nhưng lại không có pháp tu cho mình để mình được giải thoát. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Tức là không có cái pháp cho mình thực hành để mình được cái sự an lạc, được cái sự giải thoát, thì mình chào rồi mình ra đi. Chào là do gì? Là do người ta nuôi mình ăn. Còn kia người ta không nuôi mình ăn thì mình không cần phải chào, cứ đến rồi đi thôi. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy là cái ân. Còn cái thứ ba là ở đâu không có ăn nhưng có pháp thì phải nhẫn mà tu. Tức là ở đấy người ta không có cho mình ăn, hoặc có cho ăn nhưng mà nó thiếu đói, nhưng có pháp giải thoát cho mình thực hành thì mình phải nhẫn nhục mà tu tập, đừng có bỏ đi. Còn cái thứ tư ấy là ở đâu vừa có ăn vừa có pháp thì nhất quyết đánh đuổi cũng không được đi. Đánh đuổi cũng không được đi. Cái sự đánh đuổi đây là nghiệp lực của mình thôi. Nghiệp lực của mình sẽ có những sai phạm hoặc có những thử thách khiến cho sẽ có những cái việc bị đánh, bị đuổi. Thì lúc bấy giờ phải nhẫn nhục đến tận cùng, sửa lỗi đến tận cùng để kiên cố bám lấy pháp mà tu tập. Bởi vì ở nơi đâu có pháp có ăn, ở nơi đó đầy đủ nhân duyên mang đến lợi ích giải thoát cho mình. Đấy, các quý đại hữu ạ. Chúng ta học Phật, chúng ta phải biết cách học những bài học phù hợp với mình. Thì đây là bài học đầu tiên, là chọn cách, chọn môi trường tu tập cho mình phát triển. Các quý đại hữu ạ. Cách chọn môi trường tu tập. Thế thì chúng ta phải xem gốc của đạo Phật là gì? Là giác ngộ. Giác ngộ về khổ, về nguyên nhân của khổ, và làm thế nào để diệt khổ. Đấy là gốc của đạo Phật. Đúng không? Đạo Phật là đạo phát triển trí tuệ đến tuyệt đối. Đạo Phật là đạo phát triển trí tuệ đến tuyệt đối, cho chúng ta sáng suốt trong hiện tại. Tức là luôn luôn phải quan sát, sáng suốt trong hiện tại, phải nhận diện được khổ hiện tại. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Không mê mờ. Và phải nhận biết được cái cách giải quyết khổ một cách rõ ràng, cụ thể. Phải nhận diện được như thế. Lúc trước Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng tu theo cái cách niệm Phật thông thường ấy. Tức là khi tu pháp môn tịnh độ thì chùa chúng ta đang tu theo nguyện thứ 19. Nguyện thứ 19 thì rất là rõ ràng cho người ta hiểu rồi. Đó là tam phước vãng sinh. Rất rõ ràng. Đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Tức là mình cứ phụng sự cha mẹ là mình có công đức hồi hướng vãng sinh. Các quý đạo hữu rõ chưa? Hiếu dưỡng cha mẹ. Và cái mở đầu thứ hai nữa, đó là phụng sự sư trưởng. Bắt buộc chúng ta phải tìm được sư trưởng.
không thể tự mình một đạo tràng mình như thế được, phải tìm được sư trưởng. Thì gọi là phụng sự sư trưởng. Thì phụng sự sư trưởng đây chúng ta tu tâm hiếu kính, vâng lời và biết ơn đấy, như chùa mình đang tu đấy. Đấy. Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp, toàn các công đức lớn thôi, thấy không? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Thứ hai của cái phước vãng sinh đó là nghiêm trì giới cấm, tức là chúng ta có 5 giới và 8 giới một ngày một tháng, nghiêm trì giới cấm. Thứ ba đó là tin sâu nhân quả, phát tâm bồ đề, tu các công đức, hồi hướng vãng sinh. Nó rất rõ ràng và chi phần nào cũng cần phát triển trí tuệ và tỉnh thức trong từng giây phút. Đại chúng thấy đúng không? Tỉnh thức trong từng giây phút, quán chiếu nhân quả trong các hành động của mình tương ứng với tam phương vãng sinh. Đúng không? Hôm nay đi thăm mẹ ốm, chăm mẹ ốm, đấy là công đức. Đúng không? Từ tâm bất sát là công đức, tu 10 thiện nghiệp là công đức. Thế thì tất cả hiếu kính cha mẹ, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp, nghiêm trì giới cấm và tin sâu nhân quả, phát tâm bồ đề, tu các công đức, hồi hướng vãng sinh, nó đều làm trọn vẹn trong một cái niệm là phụng sự sư trưởng. Vì sư trưởng chỉ yêu cầu chúng ta làm các điều đó thôi. Quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, đấy là phụng sự sư trưởng. Khi chúng ta tư duy thấy rằng là những điều này là những điều mang đến công đức cho chúng ta có tin không? Chánh kiến phải có chánh tư duy. Chúng ta có cái chánh kiến giải thoát là gì? Chúng ta có chánh kiến giải thoát rằng nguyên nhân của khổ là tham sân ái. Phải không? Muốn dứt đau khổ thì chúng ta phải đoạn tham, đoạn sân, đoạn ái. Thì chính là nghiêm trì giới cấm sẽ giúp chúng ta thành công được. Các đại hữu rõ chưa ạ? Từ cái việc nghiêm trì giới cấm chúng ta làm các công đức. Đấy, hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm bát sát, tu 10 thiện nghiệp, tất cả các thứ đều nằm trong giới cả thôi, các quý đạo hữu ạ. Từ trong giới mà chúng ta phát sinh ra các việc làm tương ưng với giới, với các thiện pháp lợi ích chúng sinh, gọi là tích tập các công đức. Thế là chúng ta có thoát được cái chỗ khổ không? Thoát được. Thì trong cái tu tập hồi hướng vãng sinh này, thì có cái nguyện thứ 18 đó là trì danh niệm Phật. Nhưng thực chất cái trì danh niệm Phật thì rất là cao các quý đạo hữu ạ. Nó không phải là pháp thấp đâu ạ. Không phải là chúng ta cứ đọc tên Phật là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đấy là trì danh đâu. Đức Phật A-di-đà là có 13 danh hiệu thì phải. Tâm chiếu hoàn quán lâu lâu không có, nhớ lắm, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì chúng ta luôn luôn phải sống trong những cái trí sáng suốt của chúng ta về công đức của Đức Phật A-di-đà. Và chúng ta ghép mình vào những cái danh hiệu của các ngài để xây dựng cho ta các công đức trong các danh hiệu đó. Đó gọi là trì niệm danh hiệu, các quý đạo hữu ạ. Chứ không phải mỗi đọc tên Lam-mô A-di-đà Phật là trì danh đâu. Chúng ta đang bị lấn cấn giữa hai chữ trì danh và đọc tên, các quý đạo hữu ạ. Trì danh nó khác. Ví dụ như là chúng ta trì danh Hồ Chí Minh. Tâm chiếu hoàn quán trước kia chưa biết đến Phật Pháp là luôn luôn phải nói là chú niệm trong cái danh của Bác Hồ để làm động lực cho cuộc sống của mình. Từ hồi bé đến lớn ấy. Đấy gọi là trì danh đấy. Tức là luôn luôn thấy cái gương của Bác vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn thấy cái tấm lòng bác ái của Bác hy sinh. Cho nên khi cái việc gì khó khăn đến với mình vượt qua, vượt qua. Tức là luôn luôn nhớ niệm tới Bác để mà vượt qua trong cuộc sống. Đấy gọi là trì danh, chứ không phải là đọc tên, các quý đạo hữu ạ. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Cho nên cái trì danh chúng ta do chưa hiểu rõ, cho nên chúng ta bị giảng thuyết chưa chuẩn, cho nên chúng ta cứ lấy cái đọc. Cho nên khi cứ đọc như thế thì chúng ta sẽ bị thất, không thể nào đọc được. Vì nếu đọc thì lại không làm được việc khác. Ví dụ như tâm chiếu hoàn quán đang nói chuyện với các bạn đây, thế nếu cứ đọc thì nói thế nào? Không đọc thì lại bảo là bị phan duyên. Thế thì làm sao mà nói chuyện được, coi như bật ngôn ngữ thế gian, chỉ còn mỗi câu A-di-đà Phật thế sao? Thế lúc ăn có A-di-đà Phật được không? Nếu đầu mà niệm A-di-đà Phật, mồm mà ăn thì làm sao mà chú tâm được? Phải không các quý đạo hữu? Tâm chiếu hoàn quán đã chia sẻ một cái bài, đó là tu tịnh độ thế nào cho dễ. Thì quả thật, nguyện thứ 18
của Đức Phật A-di-đà nếu hiểu thì rất dễ. Tức là chúng ta luôn luôn chú niệm trong các thiện pháp giải thoát và thực hành các công đức, nó chỉ thế thôi. Thì với cái nguyện thứ 19 chẳng qua là nói rõ thôi, chứ còn hai nguyện này chả khác gì nhau, quý đạo hữu ạ. Đúng không? Không khác gì nhau. Thế nhưng mà có những cái sự hiểu lầm như vậy. Thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ với các quý đạo hữu về cái sự mà tìm hiểu để cho mình mới quyết định. Cho nên Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng muốn các đạo hữu chúng ta tìm hiểu rõ rồi chúng ta mới quyết định tu thế nào. Nhá, phải tìm hiểu, chúng ta phải có một cái thời gian tìm hiểu. Thế thì trước ấy là Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng niệm Phật, đọc tên Phật, và Tâm Chiếu Hoàn Quán đã đạt được tất cả những gì mà người ta đưa ra. Đó là nghe thấy tiếng niệm Phật vang trời, tất cả các thứ là đã trải nghiệm được hết. Nhưng cái đấy nó đưa đến đau khổ. Khi mà nghe thấy tiếng niệm Phật vang trời như thế, nhiều lắm, rất là thích, ngày nào cũng thích, vì mình cứ khởi nghĩ đến Phật A-di-đà, là tiếng niệm Phật nó cứ vang hết bầu trời, sống trong du dương rất thích. Nhưng được, không biết là được mấy ngày, đi ngủ cũng thế, cứ nằm xuống ngủ cái khởi cái tiếng niệm Phật lên, hoặc niệm Bồ Tát, cứ thế niệm cho mình ngủ thôi. Xong dậy mình khởi cứ thế là niệm từ sáng tối, làm rất thích. Thế nhưng một hôm đang ngồi đạp máy khâu thì cái tiếng đạp máy khâu ấy, thế là tự nhiên cái tiếng đạp máy khâu nó vang khắp bầu trời lên, và cứ thế nó cứ chú niệm ở trong cái tiếng đạp máy khâu thôi. Rất là lo rồi. Đến lúc đi xe về nhà thì đi cạnh cái công lông, cái tiếng công lông nó lổ trở to mà. Thế là tiếng lổ công lông cũng vang bầu trời, cứ thế là tiếng công lông lổ thôi. Đến lúc bạch sư phụ thì sư phụ ấy bảo, thế thì con sai rồi. Ý chí bất ý thức, đấy là con đang bị cái thức nó chi phối. Tức là cái gọi là mình đang, lúc đấy mình tu bằng âm thanh mà. Thế cho nên là khi cái âm thanh nó dội vào trong tai của mình thì nó đọng lại ở trong cái nhớ của mình ấy, gọi là trong tàng thức của mình. Thế rồi nó phát ra giống như chúng ta đang nghe một bài hát ấy. Đến lúc chúng ta đang làm gì, cái bài hát nó cứ vọng về thôi. Các quý đạo hữu, nó cứ vọng về. Thế nếu mà nhảy thì nó vọng về lúc nào, chúng ta người chúng ta nhún lúc nào chúng ta cũng không làm chủ được. Đấy, thì không được y vào thức, gọi là chúng ta bị nhĩ thức chi phối, làm cho chúng ta đau khổ. Và Tâm Chiếu Hoàn Quán rời bỏ cái cách niệm Phật đấy. Cho nên nó phải trải nghiệm, các quý đạo hữu ạ. Tức là cái lúc đấy là bị, trước cái lúc mà tu theo nguyện thứ 19, Tâm Chiếu Hoàn Quán đấy. Vì lúc bấy giờ là cái thời năm 2002 ấy, là cái thời tu niệm Phật là vang dội luôn. Ai ai cũng tu niệm Phật, nếu đã đi tu là tu niệm Phật. Thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng tích cực lắm, chỉ vài ba tháng là đạt được tới cái mức độ đó. Tích cực ngày đêm cơ mà. Thế cho nên là mới biết là không phải, mình sai rồi. Thế rồi đi ra. Thế và tu xong nguyện thứ 19 một cách cứ làm các việc rất dễ, phải không? Dù có chúng ta là ở tại gia, chúng ta có nghiêm trì giới cấm, cho nên là ngày cũng như đêm đều tích tập được công đức vãng sinh. Chúng ta cứ giữ 5 giới, một tháng chỉ có 1 ngày 8 giới thôi. Thế cho nên là cư sĩ tại gia, người ta vẫn dâm dục mà chỉ không tà dâm thôi, vẫn có được vãng sinh Tây Phương, chỉ có 1 ngày là giữ giới bắt con trai thôi. Có phải dễ không? Chúng ta cứ tu bình thường, sống thành người thiện đấy mà. Mỗi tội mong muốn là được vãng sinh Tây Phương thôi. Thế thôi, chúng ta không sát sinh này, không trộm cắp này, không tà dâm này, không nghiện ngập này, không nói dối, nói hai lưỡi, thêu dệt này. Đúng không? Và một tháng một ngày bát quan trai giới, xong sau đó chúng ta tu các công đức. Chúng ta tin nhân quả, đừng có tin theo thầy bói, thầy cúng gì. Mình gặp cái gì thì mình phải chỉnh sửa hành vi, lời nói và việc làm theo cái thiện nhân quả để chuyển hóa. Các quý đạo hữu thấy không? Thực hành theo lời Phật dạy để chuyển hóa. Tất cả những cái việc đấy, chúng ta là một người đời sống bình thường, không phải sáng tối cứ ngồi đọc tên Phật, phải không các quý đạo hữu? Đấy, mà chúng ta vẫn có công đức hồi hướng vãng sinh Tây Phương, miễn chúng ta tin Tây Phương là có thật, không được nghi về cảnh giới Tây Phương, là chúng ta hồi hướng là sau khi chết về Tây Phương. Có khó đâu, phải không quý đạo hữu? Nhưng đừng nói dối, đừng vọng ngữ, đừng hai lưỡi. Đấy, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ cho các quý đạo hữu hiểu rằng chúng ta phải có trải nghiệm, phải có tư duy sắc bén để chúng ta tìm ra con đường tu tập cho chúng ta. Sau khi chúng ta có được cái con đường tu tập rồi, chúng ta mới chuyên nhất tu tập được. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành lông bông mỗi chỗ một tí, tích tập không công đức, không có, không có công đức mà lại trở lên tà kiến lúc nào không biết. Phải không quý đạo hữu? Đấy nhá.
Thế thì khi chúng ta chọn được cái nơi chỗ tu tập rồi thì chúng ta phải phát huy để tích tập các công đức. Các quý đạo hữu, tích tập các công đức. Thì ở chùa Ba Vàng có tu thiền tịnh song tu. Thiền cũng là công đức. Ai muốn tu thiền để phát sinh công đức thì hồi hướng Tây Phương cũng đều được. Nó là công đức mà. Các quý đạo hữu rõ chưa? Ai muốn ngồi mà trì chú niệm Phật hay làm gì tùy mà phát sinh công đức cũng đều hồi hướng về Tây Phương được hết. Nhưng nếu mà chúng ta ngồi trì chú thì quả thật là quá mất thời gian cho chúng ta. Ví dụ, chúng ta đang gặp một điều đau khổ gì đó, chúng ta cứ ngồi trì chú và chúng ta không chịu phân tích cái việc đó. Các quý đạo hữu thấy không? Không phân tích cái việc đó và xử lý việc đó thì chúng ta sẽ e chừng sẽ mất nhân duyên. Phải không? Phải không quý đạo hữu? Ví dụ, chúng ta bây giờ gặp mẹ chúng ta ốm, nguy cấp, chúng ta không nhanh chóng tạo phúc hồi hướng cho mẹ theo lời Phật dạy. Phật dạy cũng là tạo phúc cho mẹ, hồi hướng cho mẹ. Xong sau đó tìm mọi cách để chữa bệnh cho mẹ mà chúng ta cứ ngồi đấy trì chú cũng không phân tích về phước báo, không làm gì thì e rằng cái cơ hội của mẹ nó sẽ giảm dần đi. Phải không các quý đạo hữu? Đấy, cho nên tâm chiếu hoàn quán ưu tiên cái phần phát triển trí tuệ. Con Phật là như thế đấy. Phải áp dụng được lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Chứ chúng ta không nên trì trệ, lệ thuộc vào một sự linh thiêng nào khác. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Phải hành động bằng phước tội và xử lý các việc đúng theo thiện pháp để chúng ta có được lợi ích nhé. Thì câu lạc bộ Cúc Vàng là những đạo tràng Phật tử có định hướng tu tập một cách rõ ràng. Sau khi chọn như thế thì có định hướng tu tập một cách rõ ràng. Tất cả các việc tu tập tại đạo tràng cũng như là tại chùa nó đều phải là việc sinh ra công đức phước báo và chuyên nhất tinh tấn tu tập để tích tập phước báo cho mình từng ngày từng giờ. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta thích tu ở chỗ nào thì tu, nay đi chỗ này tí, mai đi chỗ kia một tí. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thế xong rồi chúng ta làm không biết chuyên nhất một cái việc phận sự của chúng ta không được viên mãn từ đầu đến cuối, làm theo sở thích thì không thể nào tạo ra công đức phước báo được. Và lại các việc của các đạo tràng trong câu lạc bộ Cúc Vàng là vô cùng bận rộn. Tại sao nói vô cùng bận rộn? Bởi vì chúng ta phải chăm lo cho chính các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cho nên rất bận. Phải không? Ví dụ như các bạn trẻ thì bạn này đang cần xin việc thì chúng ta cũng tổ chức ra tu tập để hồi hướng công đức cho bạn. Có bận không? Nhà này đang gặp khó khăn, nhà này đang ốm, nhà này đang kia, chúng ta phải tổ chức pháp hội ra để làm gì? Để tu tập hồi hướng, cho nên chúng ta rất là bận. Chúng ta không có thời gian rảnh rỗi. Tất cả các đạo tràng cũng thế. Đã là người có gia đình, nhà nào cũng có khó khăn nhất định và nhà nào cũng cần phước báo. Phải không các quý đạo hữu? Không một ai không cần phước báo cả. Cho nên phải tổ chức tu liên tục để hồi hướng cho nhau. Thế và chúng ta phải tích tập công đức lục hòa để chúng ta sinh ra một cái loại phước lớn hồi hướng cho mỗi người. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, cái công đức lục hòa là công đức vô cùng quý báu. Các quý đạo hữu ạ. Nhé. Thì tâm chiếu hoàn quán cũng chia sẻ qua như thế để cho chúng ta biết được cái việc tu tập của chúng ta. Thứ nhất là chọn thầy. Khi đã chọn được thầy rồi thì tinh chuyên tu tập, không lang thang, hai chùa cũng không bao giờ. Các bạn rõ chỗ này chưa ạ? Chúng ta có một pháp tu duy nhất thôi. Cho nên trong các bài khấn bạch của câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập, bao giờ cũng có bài khấn bạch chúng con một lòng lương tựa Tam Bảo. Nó phải là như thế, chứ không phải là lương tựa vào một ai đó ngoài Tam Bảo. Không được phép lương tựa vào ai đó ngoài Tam Bảo. Các quý đạo hữu, các quý đạo hữu nói là lương tựa vào tâm chiếu hoàn quán, nhưng lương tựa để gì? Để thực hành được các công đức lương tựa Tam Bảo. Chúng ta chỉ là dìu dắt nhau thôi. Nhưng chúng ta phải nương tựa vào gì? Chư Tăng là tướng của gì? Của Tam Bảo. Không thể nào lương tựa vào tướng người tại gia được. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Chúng ta chẳng qua chỉ là trong một đạo tràng thì người đạo tràng trưởng phải có bổn phận dẫn dắt Phật tử tu tập theo chùa. Trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì tâm chiếu hoàn quán phải có bổn phận dẫn dắt các Phật tử, tạo các duyên ra để cho các Phật tử nương tựa vào Tam Bảo và làm các phận sự trong Tam Bảo thôi. Các quý đạo hữu rõ chưa?
Đấy, chúng ta gọi là người lọ nương tựa vào người kia, nhưng nương tựa đấy để nương tựa nhất vào gì? Tam bảo. Chứ không phải là nương tựa vào mình để cho mình ngoài tam bảo. Mình là một người cư sĩ ngoài tam bảo, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh thì không thể được. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chúng ta có nương tựa thì tâm linh nó cũng nương tựa, các quý đạo hữu. Mà tâm linh mới là cái vô cùng nguy hiểm, vì chúng ta không biết. Chúng ta mà đứng ra để nương tựa cho mọi người thì tâm linh của mọi người, người ta cũng nương tựa vào mình. Mình không đủ sức, phải không? Thế cho nên tâm chiếu hoàn quán phải để cho tất cả nương tựa vào cái pháp hòa hợp. Trong câu lạc bộ tương nương tựa vào pháp hòa hợp, và cả cái câu lạc bộ này phải nương tựa vào gì? Tam bảo. Không thể rời tam bảo dù một phút, một giây, một hành động cũng không thể rời, các quý đạo hữu ạ. Cho nên Đức Phật khi Ngài nhập diệt, Ngài mới nói là tam bảo còn ở thế gian thì coi như thế gian có ánh sáng mặt trời. Tam bảo mà diệt thì coi như tất cả đều trở lên gì? U tối. Cho nên chúng ta phải thấy tam bảo là như vậy để chúng ta tránh đi những cái lỗi lầm là để cho người khác nương tựa vào mình. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Không, chúng ta phải nương tựa tam bảo cơ. Lớp lớp người theo nhau để gì? Để nương tựa tam bảo. Đấy, nhá. Để chúng ta biết rõ được cái việc tu tập của chúng ta đầu tiên là nương tựa tam bảo. Thì tâm chiếu hồng quán hôm nay chia sẻ cho các quý đạo hữu về công đức phước báo của nương tựa tam bảo. Nếu người nào nhất niệm nương tựa tam bảo thì sau khi chết không đọa ba đường ác. Không làm gì cả, không tu cái gì cả, chỉ nhất niệm về tam bảo thôi. Nhất tâm hướng tâm về tam bảo thôi. Không có một chút hướng tâm ra ngoại đạo, tà giáo, thầy tà, bạn ác. Đúng không? Không hướng tâm thế mà chết, không rơi ba đường ác đấy. Có thích không các quý đạo hữu? Thích chứ? Thế thì mình là người Phật tử lại để cho người ta nương tựa vào mình là mình đoạn mất thiện căn của người ta, mình tội lỗi vô cùng đấy. Các quý đạo hữu ạ. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Tam bảo thì gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Cái này là Phật tử chúng ta còn lơ mơ lắm. Cứ nghĩ là tôi nương tựa vào tam bảo, tức tôi chỉ cần quy y tam bảo chứ tôi không cần nương tựa vào các thầy. Tôi không cần đến chùa, tôi không cần. Nhưng tôi cứ nương tựa tam bảo là được. Một câu nói đó là vô minh. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài có một mình còn chưa có tam bảo xuất hiện đây này. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chưa có tam bảo xuất hiện. Khi Ngài độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như xong thì tam bảo mới xuất hiện. Tức là tam bảo là gồm 4 vị chư tăng. Gọi là một tăng. Tăng thường thường chúng ta hay có quan niệm tăng là nam, ni là nữ, nhưng không phải. Tăng là tăng đoàn, các quý đạo hữu ạ. Tăng là đại diện cho tăng, là Phật Pháp tăng. Thì 4 vị sư, dù nam hay dù nữ, cũng đều được gọi là tăng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Ấy là cho chúng ta hiểu nhé. Còn 4 tăng thì được gọi là tăng đoàn, tức là 16 vị sư trở lên thì được gọi là tăng đoàn. Còn 4 vị sư thì được gọi là tăng, đại diện cho tăng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Còn chúng ta đang theo cái quan niệm là chúng con bên sư tăng và sư ni. Sư tăng và sư ni, đấy là chúng ta gọi để phân biệt nam nữ. Còn tăng trong tam bảo là 4 vị sư, không tính nam hay nữ, đều được gọi là tăng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, thế thì chúng ta phải nương tựa Phật Pháp tăng để thực hành lời Phật dạy. Đấy, chúng ta phải nương tựa như thế đấy. Chứ không phải là chúng ta thành lập ra đạo tràng xong để cho đạo tràng nương tựa vào ta đâu. Xong nát nữa cũng bảo ta tụng kinh là ta cầu siêu cho vong linh rồi. Đấy là một sai lầm. Các quý đạo hữu ạ. Mình tụng kinh là việc mình tụng kinh, còn muốn cầu siêu cho vong linh thì về cúng dường tăng. Phước đấy hồi hướng mới cầu siêu cho vong linh được. Còn mình tụng kinh là để cho vong linh người ta hiểu được rằng là mình sẽ đi làm phước ở nơi tam bảo cúng dường để hồi hướng cho vong linh sẽ được siêu thoát. Chúng ta tụng kinh chỉ có tác dụng như thế đến thế là cùng thôi, là để cho vong linh người ta hiểu. Cũng giống như hồi xưa mình chưa được hiểu, cho nên mình chưa hoan hỷ về nương tựa tăng. Bây giờ mình tụng kinh cho vong linh để vong linh nghe, người ta hiểu ra điều đó để người ta quyết định người ta về nương tựa tăng. Bằng cách mình cúng dường tam bảo hồi hướng cho họ có phước, họ nương tựa tăng, họ tu tập. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhưng chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta nghĩ rằng thế này ạ.
thầy cũng là tụng kinh Địa Tạng cầu siêu, cho nên mình tụng kinh Địa Tạng cũng cầu siêu được. Cho nên mình tự tổ chức ra cái lễ hội tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho vong linh. Đấy là một cái kiểu sai lầm. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy nhé. Lời Phật dạy để cho mình và cho chúng sinh giác ngộ thì vong linh nó cũng là chúng sinh. Thế còn giác ngộ về việc phúc báo thì trong kinh đã nói rõ rồi. Ngài Mục Kiền Liên cũng còn phải thiết lập trai tăng, trai đàn, cúng dường lên Phật và tăng chúng, hồi hướng phước báo cho bà Mục Liên Thanh Đề, bà mới được siêu thoát. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đây là trong kinh Đại Thừa chúng ta đọc, còn trong kinh Nguyên Thủy thì cái bài kinh nói rất là rõ, vì kinh Đại Thừa lại nói ra thành thơ. Thơ thì không thể truyền tải bằng kinh văn được. Kinh văn ấy là bà Mục Liên Thanh Đề này bái chết, bái làm một cái loài quỷ này, thì cái loài quỷ này gọi là cận địa, tức là giáp danh giữa ngã quỷ và địa ngục, tức là cái khổ của bà ấy khổ đến mức độ như thế. Cho nên gọi bà dưới địa ngục cũng được, mà gọi bà là ngã quỷ cũng được. Đấy, kinh Nguyên Thủy rõ ràng như thế. Cho nên tại sao có lúc mình nói là bà Thanh Đề sinh làm ngã quỷ rồi bà Thanh Đề sinh xuống địa ngục? Vì cái cảnh giới của bà khổ là vào dùng vùng cận địa, tức là giáp giữa địa ngục, khổ nhất của ngã quỷ và sướng nhất của địa ngục. Nhưng nó vẫn thuộc về hai cảnh giới đó. Một gọi địa ngục cũng được, hai gọi là ngã quỷ vẫn được. Thế và khi Ngài nhìn thấy mẹ Ngài ở đấy như thế, Ngài có thấy mẹ Ngài khổ, Ngài có cúng dâng cái cơm mà Ngài đi khất thực được ấy cho bà không ăn được, vì cái nghiệp lực của bà biến ra như vậy. Nên Ngài Mục Liên, Ngài mới bạch Phật về việc cứu những chúng sinh này thế nào. Thì Ngài Mục Liên được Đức Phật dạy, thế Ngài Mục Liên về mới khuyến tấn họ hàng góp vào các vật dụng, thực phẩm, cúng dường chay tăng hồi hướng cho bà. Đấy, Ngài Mục Liên còn thế mà. Tức là phải thực hành lời Phật dạy, thực hành nhân quả để hồi hướng phước báo. Bây giờ một số Phật tử sai lầm, cứ tập trung nhau tụng kinh Địa Tạng rồi tụng kinh hồi hướng cho người mất được siêu sinh. Cái đấy là mê lầm quá. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, nhé, để cho chúng ta hiểu. Hiểu là chúng ta đi tụng kinh để làm gì? Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chúng ta tạo ra một lượng công đức, trợ duyên cho người khác, tạo ra một lượng công đức. Rồi từ cái công đức này, chúng ta có thể hồi hướng phước cho vong linh và phải tạo thêm cả tịnh tài, vật thực, cúng dường nữa thì mới thành công. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Hay chứ không phải cứ mỗi chúng ta đọc kinh là được. Và chúng ta không có năng lực gì cầu siêu, mà chỉ có chư Tăng mới chứng minh được công đức cho chúng ta thôi. Chứ ngoài ta không có ai chứng minh được. Chính vì thế, cho nên chúng ta lương tựa vào Tam Bảo, mọi sự tụng kinh lễ bái đi làm phận sự của chúng ta đều phải bạch hỏi nên đúng quy trình thông qua chư Tăng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Được sự cho phép ủy quyền của chư Tăng thì mới được, còn không thì không được. Đấy gọi là lương tựa chư Tăng, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Còn nếu chúng ta không nương tựa chư Tăng, một lúc nào đó tự mình quyết định mọi việc và Phật tử làm theo mình, lập tức thất mất cái niệm lương tựa, mất niệm luôn. Cho nên là mất đi lợi ích của đại chúng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Mất đi lợi ích của đại chúng. Cho nên mình lúc nào cũng phải làm trong niệm lương tựa và Tam Bảo. Đấy, Tâm Chiếu Hoàn Quán vừa chia sẻ thế nào mới có Tam Bảo rồi. Thế bây giờ mình phải lương tựa vào Tam Bảo để làm gì? Tạo phúc báo, tạo công đức, trì giới, tất cả các thứ phải lương tựa Tam Bảo. Chúng ta mới có thể sinh ra một loại công đức là đến lúc chết không đọa ba đường ác. Chết không đọa ba đường ác là tốt lắm rồi, phải không quý đạo hữu? Rồi bao nhiêu công đức chúng ta tu tiếp chứ? Đấy, nhá. Cho nên chúng ta phải giữ vững niệm quy, thì câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ giúp cho Phật tử trọn đời kể từ lúc quy y đến lúc bỏ báo thân là trọn vẹn được cái niệm quy y Tam Bảo. Không làm một cái việc gì ngoài các công việc của Tam Bảo. Các quý đạo hữu thấy dễ không? Chùa mình có phóng sinh, cũng nương tựa vào các quý thầy làm phóng sinh, đúng không? Có từ thiện, cũng nương tựa vào các quý thầy hết. Không cái gì nương tựa vào ý kiến của mình. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Mà là đều từ nơi Tam Bảo mà tạo công đức. Rồi các thầy đi làm từ thiện thì tất cả những người nhận được cái vật thực đấy đều được kết duyên với gì?
tam bảo, chứ không phải cái người nhận đấy được kết duyên với chúng ta. Và quý đạo hữu rõ chưa ạ? Họ phải được kết duyên với tam bảo. Thế thì đương nhiên là chúng ta không phải đứng ra để lãnh chúng sinh rồi, phải không? Không phải chúng ta lãnh chúng sinh. Mà bao giờ chúng ta đi làm phóng sinh thì chúng ta phải bạch lên quý thầy. Quý thầy đồng ý. Đồng ý thì gọi là gì? Tăng cắt cử. Mình làm phận sự, đấy mới là đúng pháp. Các quý đạo hữu ạ. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, cho nên tất cả mọi việc ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng để giữ cho chúng ta được một cái loại công đức, đó là tuyệt đối nương tựa tam bảo. Dù là nhà mình có dỗ, mình làm lễ dỗ cũng bạch lên trên. Từ đạo tràng bạch lên câu lạc bộ và các thầy ở trên câu lạc bộ với Gia Đăng thì ủy quyền cho Tâm Chiếu Hoàn Quán để được đồng ý và sách tấn quý đạo hữu. Cho nên khi được đồng ý thông từ trên xuống thì chúng ta vừa có công đức lục hòa mà chúng ta vừa có công đức lương tựa, không thất niệm một chút nào các quý đạo hữu ạ. Không thất niệm một chút nào, để chúng ta dù làm việc gì cũng là tích tập các công đức trong tam bảo. Đầu tiên là chết không thể đọa ba đường ác, còn các công đức khác thì chúng ta sẽ được hưởng phước. Muốn hồi hướng vãng sinh Tây Phương hay đi đâu thì đi, chứ còn đã tạo ra một cái loại nghiệp là đọa ba đường ác thì làm sao vãng sinh được? Phải không các quý đạo hữu? Không thể vãng sinh, không thể đi đâu được nhá. Thì đấy là Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ với các quý đạo hữu, để quý đạo hữu giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì hãy tinh tấn thực hành, mình sẽ được lợi ích nhá. Thank you.